Sách Thi Thiên chương 5. Cầu xin Chúa phù hộ khỏi kẻ ác. Thi Thiên của David, sáng tác cho nhạc trưởng dùng với sáo. Lạy Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời con, xem xét sự thở than của con. Lạy Vua của con, Đức Chúa Trời của con, xin nghe tiếng kêu vang của con, vì con cầu nguyện cùng Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài nghe tiếng con, buổi sáng con dâng lời khẩn nguyện và đợi chờ. Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng với điều ác, kẻ ác sẽ không được ở với Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa. Chúa ghét tất cả kẻ làm ác, Chúa hủy diệt bọn nói dối. Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ khát máu và lũ gian tà. Về phần con, nhờ lòng nhân từ bao la của Chúa, con sẽ vào nhà Chúa, con sẽ lấy lòng kính sợ mà thờ lạy trước đền thánh của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, vì cớ kẻ thù của con, xin dẫn dắt con trong đường công chính của Ngài và san bằng đường Chúa trước mặt con. Vì miệng của chúng không đáng tin, lòng của chúng đầy sự hủy diệt, họng của chúng như mồ mả mở ra, lưỡi của chúng nói lời vua nịnh. Lạy Đức Chúa Trời, xin trừng phạt chúng, khiến chúng thất bại trong mưu trước mình. Xin đuổi chúng đi vì tội ác dễ đầy, vì chúng đã nổi loạn chống lại Ngài. Xin cho những ai nương náu mình nơi Chúa được hoan lạc, cất tiếng reo mừng mãi mãi, vì Chúa bảo vệ những người ấy. Người nào yêu mến danh Chúa cũng sẽ mừng rỡ trong Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài sẽ ban phước cho người công chính, lấy ơn Ngài che phủ người ấy như cái khiên. Sách Ma-thi-ơ chương 5. Các phước lành. Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. Ngài mở lời truyền dạy rằng: phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng đất. Phước cho người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Muối và ánh sáng. Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân. Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời. Luật pháp và lời tiên tri. Đừng tưởng ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri. Ta đến không phải để bãi bỏ, nhưng để hoàn tất. Vì thật ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được, cho đến lúc mọi sự được hoàn tất. Do đó, ai bãi bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị coi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng. Còn ai vâng giữ những điều răn ấy và dạy người ta làm nữa thì sẽ được coi là lớn trong vương quốc thiên đàng. Vì ta bảo cho các con biết, nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được. Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng: chớ giết người, nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử. Nhưng ta bảo các con, ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị hội đồng công luận xét xử. Ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt. Vì vậy,
khi con đem lễ vật dâng lên bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, hãy để lễ vật trước bàn thờ, trở về hòa giải với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ. Khi con đi đường với kẻ tố cáo mình, hãy nhanh chóng giải hòa với người ấy. Nếu không, người ấy sẽ nộp con trước quan tòa, quan tòa giao cho cai ngục, và con sẽ bị bỏ tù. Thật, ta bảo các con sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng. Các con có nghe lời dạy, chớ phạm tội tà dâm. Nhưng ta bảo cho các con biết, hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. Nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi. Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi. Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể phải đi vào hỏa ngục. Lại cũng dạy rằng, ai ly dị vợ, hãy cho nàng một tờ giấy ly hôn. Nhưng ta bảo các con, ai ly dị vợ không phải vì lý do ngoại tình thì làm cho vợ thành ra người ngoại tình. Còn ai cưới người đàn bà ly dị thì phạm tội ngoại tình. Các con có nghe lời dạy cho người xưa rằng, chớ bội lời thề, phải giữ vẹn lời thề đối với Chúa. Nhưng ta bảo các con, đừng thề gì hết, đừng chỉ trời mà thề, vì đó là ngai của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ đất mà thề, vì đó là bệ chân của Ngài. Đừng chỉ thành Jerusalem mà thề, vì đó là thành của vua lớn. Cũng đừng chỉ đầu của con mà thề, vì con không thể tự làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng chỉ nên nói phải, phải hay không, không là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra. Các con có nghe lời dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng ta bảo các con, đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy. Nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài, hãy cho người ấy lấy luôn áo trong. Nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin hãy cho, ai mượn của con thì đừng từ chối. Các con có nghe lời dạy rằng, hãy thương yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch. Nhưng ta bảo các con, hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Nếu các con chỉ yêu thương những ai yêu thương mình thì có gì đáng khen đâu? Những người thu thuế chẳng cư xử như vậy sao? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi thì có hơn gì ai đâu? Các dân ngoại chẳng cư xử như vậy sao? Thế thì các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện. Sách Các Vua Nhì, chương 1. Lịch sử các vua sau cùng của Israel và Juda. Bệnh của Achazia. Sau khi Ahab băng hà, người Moab nổi lên chống lại Israel. Vua Achazia té ngang qua lan can trên lầu của mình tại Samari và ngã bệnh. Vua sai sứ giả đi và dặn rằng, hãy đi cầu vấn ba anh Sebuk, thần của Ekron, để xem ta có thể qua khỏi căn bệnh này không. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán về Eli, người Thi-se-be, hãy trỗi dậy, đi lên đón các sứ giả của vua Samari và nói với họ, trong Israel không có Đức Chúa Trời hay sao, mà các ngươi đi cầu vấn Ban Sebuk, thần của Ekron. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán thế này, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết. Eli vâng lời ra đi. Khi các sứ giả trở về với Achazia, vua hỏi họ, tại sao các ngươi trở về? Họ đáp, có một người đi lên gặp chúng tôi và nói, hãy trở về với vua đã sai các ngươi và nói với vua rằng, Đức Giê-hô-va phán, trong Israel không có Đức Chúa Trời hay sao mà ngươi sai sứ giả đi cầu vấn ba anh Sê-bụt, thần của Ekron. Vì thế, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết. Vua hỏi họ, người đi lên gặp các ngươi và nói những lời ấy trông như thế nào? Họ đáp,
Người ấy mặc áo lông và thắt lưng bằng dây da. Vua nói, đó là Eli, người Thisebe. Vua sai một viên quan chỉ huy 50 quân, đem 50 quân của mình đi lên gặp Eli. Lúc ấy, Eli đang ngồi trên một đỉnh đồi. Viên quan nói với ông, hỡi người của Đức Chúa Trời, vua bảo ông, hãy xuống. Nhưng Eli trả lời với quan chỉ huy 50 quân, nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyên lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy người cùng với 50 quân của người. Lửa từ trời liền giáng xuống thiêu hủy viên quan ấy và 50 quân của ông ta. Vua lại sai một viên quan chỉ huy 50 quân khác, đem 50 quân đi lên gặp Eli. Viên quan này nói với Eli, hỡi người của Đức Chúa Trời, vua truyền cho ông, hãy xuống ngay. Nhưng Eli trả lời, nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trời giáng xuống thiêu hủy người cùng với 50 quân của người. Lửa của Đức Chúa Trời liền từ trời giáng xuống thiêu hủy viên quan ấy và 50 quân của ông ta. Vua lại sai viên quan chỉ huy 50 quân thứ ba, đem 50 quân đi. Viên quan này đi lên và khi đến nơi thì quỳ gối trước mặt Eli khẩn khoản, hỡi người của Đức Chúa Trời, xin ông quý trọng mạng sống của tôi và mạng sống của 50 người này là những đầy tớ của ông. Kìa, lửa từ trời đã giáng xuống thiêu hủy hai quan trước cùng với các toán 50 quân của họ. Nhưng bây giờ, xin ông quý trọng mạng sống tôi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói với Eli, hãy đi xuống với người này, đừng sợ gì cả. Vậy Eli liền đi xuống với viên quan này để gặp vua. Ông nói với vua, Đức Giê-hô-va phán thế này, có phải trong Israel không có Đức Chúa Trời để cầu vấn hay sao, mà ngươi sai sứ giả đến cầu vấn ba anh Sê-bụt, thần của Ê-c-rôn? Vì thế, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã nằm, vì ngươi chắc chắn sẽ chết. A-cha-sia qua đời. Vậy, A-cha-sia qua đời đúng như lời Đức Giê-hô-va đã dùng Eli tuyên phán. Vì A-cha-sia không có con trai, nên Joram lên ngai kế vị vào năm thứ nhì của Joram, còn Josaphat vua Juda. Các việc khác mà Achazia đã làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Sách các vua nhì, chương 2. Eli được cất lên trời. Khi Đức Giê-hô-va sắp đem Eli lên trời trong một cơn gió lốc, Eli và Elise rời Gilgal. Eli nói với Elise, hãy ở lại đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đến Bethel. Nhưng Elise thưa, con chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề, con không rời khỏi thầy đâu. Vậy họ đi xuống Bê-tên. Môn đồ của các nhà tiên tri ở Bê-tên đến hỏi Elise, anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ đem thầy của anh lên khỏi anh chăng? Ông đáp, tôi biết chứ, các anh hãy im lặng. Eli lại nói với Elise, này Elise, hãy ở lại đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Jericho. Nhưng Elise đáp, con chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề, con không rời khỏi thầy đâu. Vậy họ đi đến Jericho. Môn đồ của các nhà tiên tri ở Jericho đến gần Elise và hỏi, anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ đem thầy của anh lên khỏi anh chăng? Ông đáp, tôi biết chứ, các anh hãy im lặng. Eli nói với Elise, hãy ở lại đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đến Giô-đanh. Nhưng Elise thưa, con chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề, con không rời khỏi thầy đâu. Vậy hai người tiếp tục đi. Có 50 người trong số môn đồ của các nhà tiên tri đi theo, đứng ở đằng xa, đối diện nơi Eli và Elise đang đứng bên bờ sông Giô-đanh. Eli lấy áo choàng của mình cuộn lại và đập xuống nước. Nước sông rẽ ra hai bên và hai người đi ngang qua trên đất khô. Khi đã qua sông, Eli nói với Elise, hãy xin điều con muốn ta làm cho con trước khi ta được đem lên khỏi con. Elise thưa, xin thần của thầy giáng trên con gấp đôi. Eli nói, con xin một điều khó, nhưng nếu con thấy ta lúc được đem lên khỏi con thì sẽ được như thế, nếu không thì không được. Trong khi họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, kìa, có một chiếc xe bằng lửa và các ngựa lửa phân rẽ hai người. Rồi Eli lên trời trong một cơn gió lốc.
Elise nhìn thấy thì kêu lên: "Cha của con ơi, cha của con ơi, xe và ngựa chiến của Israel!" Rồi ông không còn thấy thầy mình nữa. Ông nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. Elise nối tiếp chức vụ của Eli. Elise nhặt lấy chiếc áo choàng từ Eli rơi xuống. Ông trở về và đứng bên bờ sông Giô-đan. Rồi ông lấy chiếc áo choàng từ Eli rơi xuống, đập xuống nước và nói: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Eli ở đâu?" Khi Elise đập xuống nước giống như Eli thì nước liền rẽ ra hai bên và ông đi ngang qua. Khi môn đồ của các nhà tiên tri ở Jericho thấy Elise từ đằng xa thì nói: "Thần của Eli ngự trên Elise." Họ đến đón ông, sắp mình xuống đất trước mặt ông và nói: "Này, trong số các đầy tớ của ông có 50 người lực lưỡng, xin cho họ đi tìm thầy của ông. Có lẽ thần của Đức Giê-hô-va đem người lên rồi đặt trên một ngọn núi hoặc trong một thung lũng nào chăng?" Elise đáp: "Đừng sai họ đi." Nhưng họ cố nài nỉ mãi, đến nỗi ông miễn cưỡng nói: "Hãy sai họ đi đi." Họ liền sai 50 người đi tìm kiếm suốt 3 ngày, nhưng chẳng tìm thấy Eli. Khi họ trở về, Elise vẫn ở tại Jericho. Ông nói với họ: "Chẳng phải tôi đã bảo các anh đừng đi đó sao?" Elise làm phép lạ. Dân trong thành nói với Elise: "Như Chúa đã thấy, địa thế của thành thì tốt, như nước thì độc và đất thì không sinh hoa màu." Ông bảo: "Hãy đem cho tôi một cái bát mới và bỏ muối vào đó." Vậy họ đem bát muối đến cho ông. Ông đi đến nguồn nước, đổ muối xuống và nói: "Đức Giê-hô-va phán thế này, ta đã chữa lành nguồn nước này, nó sẽ không còn gây chết chóc hoặc làm cho đất không sinh hoa màu nữa." Vậy nước ấy hóa lành cho đến ngày nay, như lời Elise đã nói. Những đứa trẻ bị gấu xé. Từ đó Elise đi lên Bê-tên. Ông đang đi dọc đường thì có bọn trẻ ở trong thành kéo ra chế nhạo ông rằng: "Lão hói đầu, hãy lên! Lão hói đầu, hãy lên!" Ông quay lại nhìn và nhân danh Đức Giê-hô-va mà nguyền rủa chúng. Lập tức có hai con gấu cái từ trong rừng đi ra, vồ xé 42 đứa trong bọn chúng. Từ đó Elise đi lên núi Cạc Mên rồi trở về Samaria.